Thị trường giá nông sản hôm qua đúng như dự báo giá cà phê thêm gần 1.000 đồng một ký, lên gần mức 34.000 đồng một ký. Giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.800 đến 33.500 đồng một ký. Tại huyện Bảo Lục, Lâm Đồng ở mức 32.800 đồng một ký. Tại Di Linh, Lâm Hà đang có giá 32.900 đồng một ký. Tương tự giá cà phê hôm qua tại huyện Cư Mờ Ga, Ea Hờ Leo, Đắk Lắk dao động trong khoảng 33.300 đồng đến 33.500 đồng một ký.